đây là gì ạ? Bác nào mà làm nghề ấy, nhìn phát là biết ngay. Là gì ạ? Là gì ạ? Đúng rồi, tuổi thơ thì không bác nào không biết đến món bỏng ống siêu cấp thơm ngon. Xin giới thiệu tới các bác, em máy nổ bỏng một pha gia đình với hai phiên bản nhỏ gọn. Một cái chạy bằng động cơ. Một cái chạy bằng đầu nổ. Và hàng ngàn đầu máy bán lẻ sẵn sàng để phục vụ các bác. Đang đúng dịp Tết đến xuân về mà nhà bác nào lại muốn mua bánh kẹo giá rẻ, hạn chế đường hóa học. Người già trẻ nhỏ ai ai cũng ăn được thì phải dinh ngay em máy nổ bỏng này về rồi. Bật mí cho các bác ý, em nó chưa tới 3 triệu đồng đâu. Đây nhé, nguyên phần cối đùn vừa nhỏ gọn, tiện lợi, không chiếm quá nhiều không gian vận hành. Chất liệu nhá thì lại là thép gang siêu dày dặn và chắc chắn. Vậy bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cấu tạo chi tiết của em máy nhé. Chúng ta sẽ chia máy làm hai bộ phận, đó chính là động cơ kéo tải và bộ khung máy. Đầu tiên thì là về bộ khung máy sẽ có một cái toa nạp làm bằng nhôm vùng vắn. Phía dưới của chúng ta sẽ có xoắn đùn và ống bao đùn bóng làm bằng chất liệu thép gang dày dặn. Đây, các bác xem này, đây chính là cái ruột xoắn đùn bóng của chúng ta ở phía bên trong. Trông nhỏ gọn thế này thôi mà có thể nổ được từ 10 đến 15kg trên 1 giờ đấy ạ. Và phía đằng sau đây của chúng ta chính là bu li kéo tải, bao máy chạy ổn định luôn. Mà các bác biết đấy, 5 cân bỏng thì có mà ăn nhòe, thoải mái đấy. Trong cái lõi xoắn nhỏ như thế này mà đùn bỏng ghê gớm thật. Mà nhé, bỏng đùn ra vừa chín vừa xốp lại còn thơm ngon. Công suất động cơ kéo 3kW, công suất đầu nổ 6,5 HP. Bác nào mà muốn lựa chọn máy phù hợp ấy thì cứ alo em Ngân qua số điện thoại 0912342772 hoặc số 0915792332 để nhận tư vấn nhanh nhất nhé. Vậy còn chần chừ gì nữa, nhanh tay gọi điện để nhận lì xì ưu đãi khi đặt mua máy tại xưởng nhé. Máy nông nghiệp Bình Quân, trợ thủ đắc lực của nhà nông.